Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thế thế Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Matthew tông đồ, tác giả sách Tin mừng. Việc tôn kính Thánh Matthew ở Roma đã có từ thế kỷ thứ 5. Hồi đó thì người ta mừng lễ ngài trong nhà thờ lớn đường Merulana và đến thế kỷ thứ 8 thì lễ kính được thiết lập có cả lễ vọng. Còn lễ ngày hôm nay, tức là ngày 21 tháng 9, như chúng ta mừng hôm nay đó, đó là theo sổ tự đạo của Thánh Geronimo. Nhưng ở phương Đông thì mỗi nơi lại định một cách khác nhau tùy theo thuộc à, nghi lễ nào. Các sách phúc âm trình bày Thánh Matthew như một nhân viên thuế vụ hay là người thu thuế. Thánh Matthew có tên là Lê Vi, anh em với thánh tông đồ gia cô bê hậu con ông an phê tên lê vi là thuộc dòng dõi tư tế do cha mẹ đặt cho cái tên này từ từ mờ dần và nhường cho tên Matthew. Matthew có nghĩa là món quà của Chúa hay là ơn của Chúa. Ở không có giải thích nào và do đâu mà Matthew có cái tên này. Trong danh mục nhóm 12 thì ngài thường được xếp ở thứ bảy hoặc thứ tám. Theo luật Roma thì người thuộc dòng dõi quý tộc sinh ra đã để làm cha thiên hạ. Nhờ dòng dõi như thế mà Thánh Matthew được học để nắm chức vụ quan trọng trong việc chăn dân trị nước. Thánh Matthew lại có liên hệ mật thiết với vua Herod Antipa và hoàng gia. Nhờ những liên hệ này mà cả hai anh em đều nắm chức vụ quan trọng trong sở thuế. Ông đáp lại bằng cách mời Chúa Giêsu và các môn đệ đến dinh tự của mình để mừng để ăn tiệc. Ngoài Chúa và các môn đệ ra thì khách dự tiệc hôm đó toàn là dân sợ thuế. Vì thế mà nhóm Pharisêu và biệt phái tức là cái nhóm này nó đã hè nhau và đánh phụ đầu rằng cho là kết bạn với phường tội lỗi và quân gian ác. Thánh Matthew thì không chối cái điều này. Và lời thú nhận của Matthew trước khi được Đức Giêsu gọi cho mình là một người không sạch bị phạt theo luật đạo Do Thái. Lời gọi của thầy đứng không đến để kêu gọi người công chính nhưng là kêu mời người tội lỗi để họ hối cải và tạo nên nơi Nê Lê Vi một câu trả lời tức thì và quảng đại đó là bỏ tất cả ông đứng dậy đi theo thầy mắt theo theo chúa gây chấn động toàn vùng vì ảnh hưởng của ông và tầm quan trọng vị trí của thành ca phắc naum thành này nằm giữa đường đi từ đa mát về cảng ác gần cửa sông jordan một vị trí buôn bán sầm uất thuận tiện cho cả đường thủy lẫn đường bộ. Rồi ở cái nơi này thì nó không những là thuận tiện cho việc thu thuế mà còn là nơi mà mọi tin tức nóng hội xa gần đều đổ dồn và xuất phát từ cửa miệng của những người buôn bán ở đây. Họ vừa buôn hàng vừa buôn điều. Hàng hóa mà họ trao đổi gồm là bồ câu, gia súc, trái cây, cá khô, các loại bình sứ và vải tơ lụa. Ở đây là nơi quy tụ nhiều công nhân, thợ thuyền, thợ khuân vác ở bến cảng. Dân vá chài lưới thuê, rồi sửa và sân thuyền, con buôn và quán trọ. Vì lý do này mà Chúa chọn Ca à, Phác Na Um là địa điểm xuất phát cho việc rao giảng tin mừng. Matthew từ giả chức vụ phòng thuế để đi theo Chúa gây một tiếng vang cho thiên hạ. Và lời đồn đại đó nó vang khắp miền lục tịnh và các vùng lân cận theo truyền thống Kitô tô giáo thì thánh matthew là tác giả của phúc âm thứ nhất viết gửi cho kitô hữu người do thái thánh irene thì viết rằng thánh matthew đã viết phúc âm nơi nhà những người do thái bằng ngôn ngữ của họ thánh matthew nhắc đi nhắc lại nhiều lần đứng messia loan báo trong cựu ước chính là Đức Giêsu. Matthew cũng là người duy nhất nhắc đến dụ ngôn người kia tìm được ngọc quý chôn trong thửa ruộng của ông, về nhà bán hết của cải mua thửa ruộng, ám chỉ về cuộc đời của ông. Có quá nhiều thuyết về cuộc đời giao giảng tin mừng của vị tông đồ này, cho nên khó có thể xác định được nguồn nào là chính xác hơn nguồn nào. Thánh Clemente thành Alexandria thì thêm chi tiết đó là Thánh Matthew thì ăn chay trường, không ăn thịt cá, thực phẩm là rau, các loại đậu và không chết tự vì đạo mà chết vì bệnh. Theo một số truyền thuyết khác thì Thánh Matthew đã rời Palestine sang truyền giáo nhiều miền khác nhau ở Ba Tư, Syria, Macedonia và Ethiopia rồi tự đạo tại đây. Theo một truyền thuyết khác thì di hài ngài được thánh nữ Helena chuyện từ Jerusalem về Đức tại một tu viện thánh nhà Matthew. Ảnh tượng của thánh Matthew thì được vẽ ở dưới cái hình dáng đó là khuôn mặt của một thiên thần có cánh tượng trưng cho phả hệ của Đức Kitô ở đầu phúc âm của ngài. Thánh Matthew thường được coi như là vị thánh quan thầy của những nhà trí thức công giáo kính thưa quý ông bà và anh chị em ơn gọi của thánh matthew là một màu nhiệm màu nhiệm của tình thương tình thương quảng đại của chúa giêsu đã biến đổi con người thánh matthew thánh Bernardo khả kính đã nhận định rằng chúa nhìn thánh matthew ngồi ở bàn thuế không phải bằng con mắt phần xác cho bằng cái nhìn nội tâm của lòng thương xót giải thích ơn gọi dành cho Lê Vi, Thánh Nhân khẳng định rằng ý nghĩa và bản chất lời mời gọi của Đức Kitô khi yêu cầu ông theo Chúa. Chúa không kêu gọi ông đi theo người cho bằng sống như người. Cách ứng sự khoan dung và nhân hậu của Chúa Giêsu đối với Thánh Matthew khiến chúng ta càng tin tưởng nơi Ngài trước tấm lòng nhân hậu ấy của Chúa không ai được phép thất vọng về mình cũng như về người khác. Xin Chúa cho mọi người biết mình được Chúa yêu và tha thứ khi thành tâm trở về với Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng biết chân thành tha thứ cho anh chị em của mình. Xin đừng để ai ngoan cố hay thất vọng trước tấm lòng nhân hậu của Chúa. AMEN